quality, có nghĩa là tương đương. For example, coronavirus death toll is equivalent to population of Los Angeles and San Francisco. Number two, devastate is a verb. It means completely destroy, có nghĩa là phá hủy hoàn toàn. For example, a crisis that has not only devastated poor country, but also humble wealthy ones with first-rate healthcare system. Number three, infectious is an adjective. It means able to be passed from one person, animal or plant to another. Có nghĩa là lây lan. For example, this is a death-defining moment in our life, says Dr. Albert Cole, an infectious disease specialist at the Trail School of Public Health. Number four, wealth is a noun. This means a large amount of money or valuable possession that someone has. Có nghĩa là sự giàu có. For example, wealth has also played a role in the global vaccination drive, with rich countries accused of blocking up supply. Number five, derive is an adjective. It means not having the things that are necessary for a pleasant life, such as enough money, food, or good living condition. Có nghĩa là thiếu thốn, túng thiếu. For example, 51 years old Fabrizio Fidanza was derived a final farewell as his 86 years old father lay dying eyes in hospital. Number six, overwhelm is a verb. It means to defeat someone or something by using a lot of force. Có nghĩa là áp đảo, lấn áp. For example, it's overwhelm one of the most chronically underfunded public health system in the world. And kill tens of thousands as hospitals run out of oxygen and medicine. Number seven, a peak is a verb. It means to reach the highest, strongest, or best point, value, or level of skill. Có nghĩa là chạm tới mức độ cao nhất. For example, in India, despite its terrifying data such that peak in early May, now has a much lower reported daily death rate than wealthier Russia and the US or Britain, though there is uncertainty around its figures. Number eight, paradox is a noun. It means a situation or a statement that seems impossible or is difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. Có nghĩa là nghịch lý. For example, the seeming disconnect between wealth and health is a paradox that disease experts will be pondering for years. Number nine, ship is a verb. It means to move a train from one position or direction to another, especially slightly. Có nghĩa là chuyển động hoặc là chuyển đổi. For example, hotspots have shifted to over the 22 months since the outbreak began. And the last one, corruption is
a noun, it means illegal, bad or dishonest behavior, especially by people in position of power. Có nghĩa là sự tham nhũng hoặc là sự tồi tệ. For example, Christmas will never be the same for me, said Kabaga, an anti-corruption activist in the East African country that has been through multiple lockdowns against the virus and where a curfew remains in place. And that's all, and thank you for the extension. And now, my friend will give you an examination and you have 10 minutes to finish it. Bây giờ bạn, nhóm của mình sẽ gửi cho các bạn một cái link để làm bài tập. Các bạn đợi một chút ạ. Mình gửi bên Zalo rồi các bạn. Các bạn có 10 phút để làm bài. Bây giờ làm 2 giờ 19, 20 phút ạ. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi là mình nó tính thời gian là 10 phút chung hay là chừng nào làm mình nó mới tính gì mọi người? Tại vì bây giờ tự nhiên cái mạng mình nó lắc, bữa nay cái mạng nó lắc bây giờ vẫn chưa vô được nữa. Bạn cứ làm đi, đúng 10 phút là sẽ đóng nha. Là nó tính thời gian mình làm hay là thời gian chung 10 phút chung vậy? Thời gian mình làm thôi, 10 phút chung á. Nói chung là mình tính thời gian.
Mấy bạn ơi, sao mình vô cái link này không được vậy? À, cho mình hỏi là những bạn khác có vô được không ạ? Ú kỳ ta. Alo, bạn Vi đã vô được chưa ạ? Vẫn chưa được luôn bạn ơi. Bạn Vi coi lại coi cái tài khoản của bạn đang mở trên điện trên 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 phương tiện của bạn có phải là tài khoản Gmail không? À, Vi coi lại giúp mình một chút nha, tại vì các bạn vẫn vô được bình thường á. Được rồi, được rồi. Mình vô được rồi nha bạn. Các bạn còn 2 phút nữa nha. Còn mình thì sao bạn? Tại vì nãy thì mình vô chậm đến tận 5 phút lận đó bạn.
Các bạn đã hết thời gian làm bài rồi, các bạn nộp bài cho mình nha. Còn Vi á, thì Vi cứ làm đi nha. Bọn mình sẽ để chế độ cho một mình Vi nộp bài sau. Em cảm ơn bạn nhiều. Cô ơi, nhóm của bọn em thuyết trình xong rồi á. Em tụi em kiểm bài đầy đủ luôn chưa? Dạ, tụi em cho Vi thêm 2 phút để nộp bài á cô, tại vì hồi nãy Vi vô trễ, còn mình Vi chưa nộp bài thôi ạ. Ok. Nộp luôn rồi đó nhóm ơi, cảm ơn nhóm nhiều nha. Mình đang gặp một cái problem to ạch luôn lớp ơi. Là cô mới coi lại khẩu biểu xong, mình chỉ còn có 2 buổi nữa thôi, là buổi hôm nay với lại buổi hôm sau. Ủa khoan, mình có trừ cái buổi thi giữa kỳ ra chưa ta? Trừ ra rồi, vậy là bây giờ mình chỉ còn có 4 tiết nữa thôi, 2 tiết hôm nay với lại 2 tiết buổi tuần sau nữa, thì chắc chắn là mình sẽ không kịp rồi. Mình sẽ phải học thêm một buổi á, mình sẽ phải học bù thêm một buổi. Thì cái này không có tính vô trong cái số tiết của nhà trường ha, là tại vì trường là đã đủ tiết rồi, đã đủ 30 tiết rồi, nhưng mà mình học bị chậm, tại vì nó cái chương trình nó khó quá mà lớp mình theo cũng không có kịp, rồi lại bị vướng
có buổi thì có hôm cô họp á, cho nên là chắc là mình sẽ phải học thêm một buổi, giống như là mình học cô sẽ set up một cái giờ học trên team riêng, không có thanh tra vào kiểm tra trường mới kiểm, mà chỉ là mình tự mình biết mình học để mình hoàn thành cái chương trình thôi. Chắc là cũng giống như cái giờ học như thế này, hay là một cái tuần tiếp theo luôn á, mình có tuần này rồi một tuần nữa là hết, xong mình sẽ học cái tuần tiếp theo nữa. Rồi, hôm trước mình đã làm được tới đâu rồi lớp ơi? Cái bài mà cái kho hạt giống này, cái ngân hàng hạt giống nè, mình đã làm được tới cái gì rồi? Mình dịch bài xong hết chưa? Dạ xong phần từ vựng rồi đó cô. À, mình chưa có dịch bài luôn, không chưa dịch miếng nào luôn đúng không? Ồ, có nhầm không vậy ta? Sao cô nhớ là có lớp nào đó đã dịch một phần rồi mà ta? Dạ, dịch rồi. Dịch xong đoạn 4. Dịch tới đoạn 4 thôi cô. Ok. Hôm nay mình cố gắng à, đi nhanh nhanh chút xíu. Rồi hết đoạn 4 là hết cái phần trang bên trên ha. Bây giờ mình xuống à, rồi đoạn 5 các bạn ơi. Bây giờ đoạn 5, 6, 7 nó ngắn ngủn nè. Bạn nào dịch dùm cô 3 đoạn luôn. 5, 6, 7. Bạn nào chuẩn bị rồi? Bùi Thị Bích Tiên. Đoạn 5, 6, 7. Dạ thưa cô, là đoạn 5 em dịch là chủ tịch của Global Broad Diversity Trust Terry Flower, một tổ chức phi lợi nhuận điều hành, họ nói chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ về cái thông báo vào ngày 9 tháng 11 này. Và trên gót chân của siêu bão Katrina, chúng ta đang nói tại sao không ai chuẩn bị cho một siêu bão trước đây. Còn đoạn 6 em dịch là chúng ta đang mất đi sự đa dạng sinh vật mỗi ngày. Đó là một loại nhỏ giọt, từng giọt một. Nó cũng là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cần phải làm gì đó về nó. Còn đoạn 7 là tuần này, tính khẩn cấp của vấn đề được gạch dưới là giá lúa mình cao kỷ lục và lúa mì lưu trữ rơi xuống mức thấp nhất trong 35 năm. Hạn hán và những thảm họa mới đã cắt giảm sự sản xuất lúa mì và rất nhiều nơi trên thế giới. Trời ơi, mấy đứa đọc môn đọc nâng cao mà mấy đứa thấy cái gì lạ lạ, mấy đứa không có tra gì hết, mấy đứa cứ ghép vô đại vậy đó hả? On the heels of Hurricane Katrina, là trên gót chân của cơn bão Katrina vậy đó hả mấy đứa? Rồi this post về cái thông báo này vào ngày 9 tháng 11. Trời ơi, vậy là chết rồi. Bạn nào dịch lại cô chỗ này coi đoạn 5. Đọc nâng cao mà vậy là chết rồi mấy đứa ơi. Nản luôn á, thấy cái gì lạ mà không có chịu tra từ điển mà cứ ghép vô không à. Hồng Nhi. Dạ, em dịch là chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về điều này sau ngày 11 tháng 9 và sau cơn bão Katrina. Mọi người đều nói tại sao chẳng có ai chuẩn bị trước cho cơn bão dữ dội đó. Ngày qua ngày, chúng ta đang dần đánh mất sự đa dạng sinh học từng chút một. Tuy việc này là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Đúng rồi. About this. We started thinking about this. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về cái việc này, tức là cái việc mà lưu trữ hạt giống á. Sau ngày hậu 11 tháng 9, sau cái sự kiện mà 11 tháng 9 đó,
là chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện này bởi vì thấy cái sự mong manh của thế giới. Rồi on the heels of là tiếp ngay sau đó là cơn bão Katrina, tức là sự kiện 11 tháng 9 mới vừa nổ ra là bàng hoàng. Xong rồi tiếp, bồi tiếp ngay sau đó là cơn bão on the heels of là nó xảy ra ngay sau cái gì đó. Và ngay sau cái cơn bão Katrina, tiếp sau đó thì chúng tôi đã bắt đầu nghĩ về cái việc này. Rồi, Nhi dịch dùm cô luôn đoạn 4, 5, 6, 7 rồi, 8. Tiếp theo luôn đi em. Ronnie Swinnan, trưởng khoa công nghệ sinh học cây trồng tại Đại học Công giáo Leuven, người đã bảo quản một nửa trong số 1.200 giống chuối trên thế giới, cho biết sự xói mòn nguồn gen của thực vật đang thực sự diễn ra rất nhanh. Chúng ta đang ở thời khắc quyết định, và nếu chúng ta không nhanh chóng hành động, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều loại thực vật cần thiết. Và tiếp luôn. Hiệp ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về tài nguyên di truyền thực vật được phê chuẩn vào năm 2004 đã tạo ra một mạng lưới toàn cầu chính thức để thành lập ngân hàng hạt giống và chia sẻ hạt giống, cũng như nghiên cứu các đặc điểm di truyền của chúng. Năm ngoái, cơ sở dữ liệu của các ngân hàng đã nhận được hàng nghìn loại hạt giống mới. Cộng 10 luôn không? Tiếp luôn đi em. Một hệ thống ngân hàng thực vật được điều hành tốt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng khí hậu, vì nó có thể xác định vật chất di truyền và các thực vật có khả năng đối phó tốt hơn với sự thay đổi của môi trường. Tại Jobon Seedfall, hàng trăm hộp xám chứa hạt giống từ Syria đến Mexico đã được chuyển đến vào tuần này. Tuần này đã được đưa vào tầng hầm, một hầm đóng băng để tạm dừng sinh học. Nói chung, các hạt giống đó có một loạt các đặc điểm, bao gồm khả năng chịu được khí hậu khô hơn, ấm hơn. Rồi, cảm ơn mình đi. 11, 12. Châu Hoàng Thúy Vi. Dạ. Đoạn 11 là biến đổi khí hậu dự kiến sẽ mang lại những căng thẳng mới về thời tiết cũng như dịch hại đối với cây trồng mới vào vùng nông nghiệp. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu kết luận rằng khí thải carbon dioxide sẽ giữ nhiệt, sẽ không tạo ra sự nóng lên toàn cầu mà còn làm gia tăng các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán. Theo tổ chức Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, 3/4 đa dạng sinh học trong các loại cây trồng đã bị mất trong thế kỷ trước. Ví dụ, 80% giống bắp tồn tại trong những năm 1930 không còn tồn tại cho đến nay. Ở Hoa Kỳ là 94% đậu Hà Lan không còn được trồng. Rồi, đoạn 13, Hà Thị Ngọc Linh. Dạ thưa cô đoạn 13 đó là ngân hàng hạt giống đã hoạt động trong nhiều thập kỷ qua, nhưng mà nhiều ngân hàng có các trụ sở tại các khu nông nghiệp thì rất ít ngân hàng có các công nghệ tiên tiến hoặc an toàn như là Global Seed Voucher. Những nỗ lực trước đó được coi là nguồn lực cho những người làm vườn, những nhà khoa học, những nông dân mà người có đam mê thực phẩm hơn là những công cụ cho sự tồn tại của con người. Dạ, em dịch đoạn 14 luôn đi. Thưa cô là tầm quan trọng và sự dễ bị tổn thương của ngân hàng hạt giống đã trở nên rõ ràng hơn trong những năm gần đây. Các trung tâm ở Afghanistan và Iran đã bị phá hủy trong các cuộc xung đột bởi những kẻ cướp đã săn lùng những thùng đựng hạt giống. Ở Philippines, một cơn bão đã phá hủy bức tường của một ngân hàng hạt giống và phá hủy nhiều mẫu vật ở đây. Rồi, tôi cảm ơn. Đoạn 15, Hà Văn Khánh An.
có đây ha. Lê Minh Tú. Cô ơi em Khánh An này cô ơi, em kéo hoài mà kéo nó không đi. Em dịch đồng 15 nha cô. Alo. Rồi cô nghe dịch đi. Dạ. Cô là khi xem xét các chính sách về ngân hàng hạt giống của vài năm trước thì các chuyên gia đã nhìn nhận các ngân hàng dưới một góc nhìn mới và cho biết các tổ chức này hoa của cái công ty Google này cô, thì chúng tôi đã nói là chúng tôi có thể có một số ngân hàng hạt giống tốt trong thế giới, trên thế giới, và hãy nhìn xem họ ở đâu, như là ở Peru, ở Colombia, Syria, Ấn Độ, Ethiopia và Philippines, và rất nhiều trong số đó đã hỏi là kế hoạch B là gì. Cô mời bạn nhau. Bạn Hà Thị Ngọc Linh lại đi. Bạn 16. Dạ thưa cô, đoạn 16 đó là mục tiêu của hệ thống ngân hàng thực vật toàn cầu là bảo vệ các gen thực vật quý hiếm được lưu trữ khỏi những biến đổi của khí hậu, những chính trị và những biến đổi, những cái sự thay đổi, sự biến đổi của khí hậu, của chính trị và những lỗi lầm của con người. Seven chuyên gia công nghệ về sinh học đã sinh học cho biết nhiều ngân hàng hiện nay ở những quốc gia mà tình hình chính trị không ổn định và khó có thể phụ thuộc vào lĩnh vực điện lạnh. Hạt giống thì phải được bảo quản ở nhiệt độ là -20°C, -4°F, và mầm cây dựa vào cách bảo quản lạnh thì phải lạnh hơn rất nhiều. Rồi tiếp không em, khoan chờ cô chút xíu. Cái chỗ này nè, tức là ở có một nhiều ngân hàng hiện giờ đang ở những cái quốc gia nơi mà thứ nhất là tình hình chính trị không ổn định, và thứ hai nữa là không thể trông cậy vào, rely on, không thể tin tưởng vào cái hệ thống trữ lạnh, tức là cái máy lạnh của bên họ. Thứ nhất là sẽ không đủ lạnh, thứ hai nữa là có thể là nguồn điện cũng chập chờn, nó không có giữ lạnh được. Refrigeration là cái máy lạnh của cái tủ lạnh, cái tủ đông, cái ngăn ở nhà mình đó thì là cái tủ lạnh nhỏ, còn bây giờ ngân hàng vậy là những cái hầm lạnh, những kho lạnh đó. Rồi tiếp luôn đi Nhi, 17, 18. Thưa cô, đoạn 17 đó là Flora nói chúng tôi đang ở trong một ngọn núi ở Bắc Cực vì chúng tôi mong muốn có một nơi an toàn và tự vận hành. Tự vận hành có nghĩa là sao? Tôi có là từ là những hạt giống đó ở một nơi đó, nó hạt giống nó từ, em nghĩ là chắc nó từ sinh sôi nảy nở á cô. Không phải, hồi nãy bên trên mình đang nói cái chuyện là những ngân hàng đang ở một số nước mà nó bị chính trị không ổn định là có thể bị quánh sập bất kỳ lúc nào, chiến tranh mà xảy ra hai bên quánh nhau là nhiều khi nã trúng vô cái kho ngân hàng hạt giống là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái máy lạnh của nó là không ổn định, ví dụ như là hai bên mà đánh nhau chẳng hạn đi, mà bắt đầu đánh sập đường điện thì coi như là cái kho lạnh là bị cúp điện, không có làm lạnh, nó nóng lên cái là hạt giống nó chết hết. Thì ở đây tự vận hành có nghĩa là ở trên đỉnh núi của Bắc Cực là một cái máy lạnh tự nhiên luôn rồi, ở trong đó mình không cần điện để chạy máy lạnh nữa, mà trong đó là nó tự lạnh luôn, không cần phải can thiệp gì hết. Thì cái ý mà
by itself là như vậy, tức là tự làm lạnh, tự vận hành, tức là tự làm lạnh đó. Rồi, 18. Câu đọc 18 đó là ở dưới lòng đất của Long Gia Bên chỉ cách Bắc Cực 1.000 km hay là 600 dặm thì các hạt giống sẽ bị đóng băng khi mất điện. Global Crop và Diversity Trust cũng đang tài trợ cho các nghiên cứu bằng các phương pháp lưu trữ vật chất di truyền từ các loài thực vật như quả như chuối và dừa không thể lưu trữ ở dưới dạng hạt giống. Đồng ý chị nói. Dạ, đồng ý chị nói là kho. Cái ngân hàng này, cái kho này được xây dựng bởi. Kho này được xây dựng bởi Na Uy và được hoạt động dưới sự tài trợ của chính phủ và các tư nhân, bao gồm 20 triệu đô la từ Vương quốc Anh, 12 triệu đô la từ Úc, 11 triệu đô la từ Đức và 6,5 triệu đô la từ Hoa Kỳ. Mấy đoạn nữa. Rồi, em đoạn 20 luôn đi, rồi còn mấy đoạn còn lại tôi nhờ bạn khác. Dạ, thưa cô, đoạn 20 đó là nỗ lực để bảo tồn nhiều loài gen thực vật trong các ngân hàng là điều đặc biệt cấp thiết, vì hiện nay có rất nhiều trang trại chỉ trồng một hoặc hai vụ trồng, chúng đặc biệt sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Okay. Rồi, 21, quay lại, cô mời bạn Hồng Nhiên nha. Dạ. 21. Cũng như nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học đang tăng lên, thì kinh tế học khuyến khích nông dân tập trung vào ít cây trồng hơn. Nhưng những hạt giống đó có thể chứa những đặc điểm mà có lợi ở nơi này hoặc ở nơi khác hoặc lúc khác. Các nhà khoa học tại Đại học Cornell gần đây đã mượn một gen từ một củ khoai tây Nam Mỹ để tạo ra khoai tây có khả năng chống lại bệnh móc xương, một căn bệnh gây ra nạn đói khoai tây ở Ireland vào thế kỷ 19. Bạn cần một hệ thống bảo tồn giống để nó không bị tuyệt chủng. Lowen nói, một người nông dân có thể nấu một bát cháo với những hạt cuối cùng của một hạt giống vô dụng với họ, rồi sau đó nó tuyệt chủng và có khả năng hạt giống đó chính xác là những hạt giống đó có chính xác những gen mà chúng ta sẽ cần ở một thập kỷ sau. Các nhà khoa học cũng đang làm việc để tìm hiểu thêm về các đặc điểm di truyền của từng hạt giống của các ngân hàng hạt giống. Những kiến thức quan trọng thường không được ghi lại. Cuối cùng, các nhà tạo giống cây trồng sẽ có thể tham khảo cơ sở dữ liệu toàn cầu để tìm hạt giống có gen phù hợp với những thách thức cụ thể đối với một khu vực. Chẳng hạn như ngô có thân cây đủ khỏe để chống lại gió lớn, lúa mì cần ít nước hơn. Kho chứa hạt giống đang thêm một chiều hướng mới vào hệ thống toàn cầu đang phát triển. Squinnen nói, chúng tôi lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn, nhưng công nghệ và sự quan tâm của toàn cầu thì không khiến nó sẵn sàng cho việc đó. Chúng ta lẽ ra, should have done, lẽ ra là phải làm cái việc này sớm hơn, nhưng mà công nghệ và cái sự quan tâm của toàn cầu thì lại không có sẵn sàng làm việc đó. Cái này là nói chuyện quá khứ. Lẽ ra mình làm cách đây là mấy chục năm rồi, nhưng mà lúc đó thì công nghệ với lại là cái sự quan tâm của con người ta lại chưa sẵn sàng, còn bây giờ là đã đến lúc phải làm rồi, đã đến lúc mà bắt tay vào làm rồi, nó đã hơi trễ rồi. Rồi mình cái phần bài từ vựng thì hôm trước mình làm rồi ha. Bây giờ mình sẽ xuống cái phần đi. Based on the information in reading one, each of the following statements is false. Tất cả các câu ở đây đều có cái phần sai hết. Correct the statements. Mình hãy sửa những câu đó lại.
cho nó đúng. Là đầu tiên là các bạn phải tìm ra, mình có 6 câu, tìm ra coi nó sai ở chỗ nào và sửa lại nó làm sao. Rồi bây giờ câu số 1 nha. Hồ Thị Hương. Câu này nghĩa là gì và sai ở chỗ nào? Em dịch cái nghĩa ra trước đi Hương, rồi em xem là nó sai ở chỗ nào. Hương không có đây ha. Tôi cô em có ạ. Rồi. Để anh xin chờ. Dạ, các loại cây trồng biến mất nhanh chóng, nhưng mà các nhà khoa học và chính phủ không có làm gì để cứu chúng ạ. Ừ, rồi vậy thì câu này sai ở chỗ nào? Dạ, em chưa tìm được ở sao hết. Rồi, Lê Thị Mỹ Linh. Em chưa tìm ra cô. Mấy đứa mà cứ học kiểu vậy á, là cô không có. Cô thấy nỗ lực phí quá. Cô cứ chờ các bạn, cho các bạn ở nhà làm để lên lớp sửa. Rồi bây giờ không sửa, giờ mấy đứa muốn gì? Muốn lên lớp mà ngồi làm hả? Lên lớp để cô ngồi không? Cô chờ mấy đứa làm bài hay là sao? Rồi cô chờ vậy cuối cùng mình không kịp chương trình. Nào đang mở cái micro đó tắt giùm cô đi, cứ mở tắt liên tục vậy. Rồi ghi cái đáp án của phần, chép những cái đáp án của phần này về rồi tự coi nha. Hoặc bạn nào đã làm rồi, có thắc mắc chỗ nào đã làm rồi so với đáp án thấy bị khác thì các bạn hỏi, các bạn có ý kiến các bạn hỏi, mình cùng nhau giải thích trên cơ sở là bạn đã làm bài rồi. Thank you.
Ở đây mình có một cái phần lý thuyết về cái kỹ năng đọc là making inferences. Đây là một trong những cái dạng câu hỏi khó, là câu hỏi ngụ ý, tức là người ta không có nói rõ trong bài ra, mình sẽ không tìm thấy cái thông tin đó được nêu một cách trực tiếp trong bài, mà là bạn phải tự infer nó ra. Bạn phải tự hiểu là người ta nói như vậy thì cái ý đằng sau nó là cái gì. Bạn phải là người lấp đầy cái khoảng trống đó giữa cái bài với lại cái câu hỏi. Thì các tác giả thường sử dụng những cái facts, những cái số liệu thực tế, những cái sự thật và những cái quan điểm để đưa ra những cái idea hơn là đưa ra cái idea một cách trực tiếp, hơn là đưa ra cái ý đó, một cái ý tưởng đó một cách trực tiếp. Và người đọc phải has to determine, phải quyết định, hay là phải infer, phải rút ra, phải tự hiểu, phải ngầm hiểu, infer what the writer is saying, là tác giả đang muốn nói cái gì. Making an inference is making a logical conclusion. Rút ra cái kết luận đó, rút hiểu được cái ngụ ý của người ta đó, là làm gì đây? Đưa ra một cái kết luận logical, hợp lý, có logic đó, về một cái điều gì đó, dựa trên based on the information that is given, dựa trên cái thông tin mà đã được đưa ra sẵn. Making inferences, hiểu được cái ngụ ý. Trong khi đọc một cái văn bản có thể improve, cải thiện do overall comprehension, cái sự hiểu, cái sự hiểu cái văn bản đó, và giúp cho bạn trở thành một cái người đọc, một critical là đọc mà có nhận xét, đọc mà biết phân tích. Critical reader là cái người đọc mà biết phân tích, biết nhận xét, biết đánh giá. Critical reader. Ví dụ như mình có cái đoạn này, excerpt này được trích ra từ trong cái reading, bài reading số 1. Được chôn sâu, born into, được chôn sâu vào, chôn xuống dưới cái middle, ở chính giữa của một cái ngọn núi mà tuyết phủ ở Bắc Cực. Thì cái ngân hàng hạt giống này nó như thế nào đó, đây là cái đoạn trích nè. Thì cái đoạn này, the text này doesn't need to say exactly what kind of place. Văn bản này nó không cần phải nói một cách chính xác cái thể loại nơi, cái nơi nào mà là tốt nhất để bảo quản hạt giống hay là mầm cây. Nó không cần nói là mà hạt giống hay mầm cây phải được bảo quản ở nhiệt độ lạnh, mà nó chỉ cần nói là cái kho này được chôn xuống, đào xuống, chôn xuống ở giữa cái một ngọn núi tuyết phủ. Như vậy thì mình phải hiểu là cái hạt giống nó cần lạnh rồi, người ta mới cất nó ở chỗ đó. Từ cái thông tin trong cái đoạn trích này, bạn có thể infer, rút ra được rằng đó là một cái nơi mà cần phải an toàn và lạnh và xa nữa. Bạn sẽ đi đến cái kết luận này bởi vì những cái clues, những cái gợi ý như là born, chôn xuống, vùi xuống, snow topped, phủ tuyết, Arctic, Bắc Cực, middle of, ở giữa một ngọn núi, thì mình sẽ nghĩ đến một cái nơi rất là hoang vu, không có người qua lại và nó lạnh nữa. Cái bài tập phía bên dưới á, thì họ sẽ cho các bạn match những cái đoạn trích, kết nối những cái đoạn trích với cái hàm ý, với cái ngụ ý thích hợp. Ở đây thì các bạn sẽ có hai phần ha. Phần bên trên là những cái đoạn trích, excerpts, và phần bên dưới là những cái ngụ ý. Cái phần này có bạn nào làm chưa? Các bạn nào làm đến đây chưa? Mở micro trả lời chứ. Còn bây giờ cô đang mở cái này, cô không có mở cái team của mình lên để thấy các bạn giơ tay được. Các bạn nào đã làm đến đây chưa? Chưa thì ghi cái đáp án ha, về so lại giữa cái đoạn trích với lại cái ngụ ý mà người ta rút ra.
qua cái bài đọc số 2 luôn. Building the Perfect Spaceman. You're going to read an article about the Quickly News magazine, Mark Lins. Bạn sẽ đọc một cái bài báo lấy từ trong cái tạp chí theo tuần, thì cái tạp chí hàng tuần tên là Mark Lins, nói về cái việc preparing to become an astronaut, chuẩn bị cái việc chuẩn bị để trở thành một phi hành gia ra ngoài không gian, aboard International Space Station, để chuẩn bị lên trên trạm không gian quốc tế. Phía đằng sau thì dùng thông tin để viết. Cái đoạn này thì các bạn không cần quan tâm ha. Để mình lấy idea để mình viết một cái bài viết, nhưng mà nếu ở đây không có bạn nào học viết nâng cao thì mình không cần cái khúc này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có khoảng 15 phút để các bạn tra cái phần từ vựng ở đây và kéo xuống dưới cái phần bài tập từ vựng ở dưới cái bài đọc số 2 á. Mình sẽ chuẩn bị cái đó luôn ha. Ở đây mình có 2, 4, 6, 12 từ. 12 từ. Cộng cái phần bài tập ở dưới thôi, 20 phút cũng được nữa. Các bạn nào có ý kiến gì không? Cô nghe bạn nào đang mở micro á. Dạ không, em tính xin tra từ cô, tại em tra rồi mà cái bài tập em chưa có làm mà em tra hết từ rồi cô. Rồi ok. Khoảng 15 đến 20 phút gì đó ha. Dạ. Khi nào các bạn xong rồi thì các bạn nếu mà xong nhiều rồi thì mình sẽ sửa sớm hơn.
Rồi, mình sửa cái phần này nha mấy đứa ơi. Các bạn đọc và cho cô nghĩa của cái từ vựng ở đây ha. Mỗi một bạn là 4 từ nha, mình có 12 từ gì đó, mỗi một bạn là 4 từ ha. Trường Đỗ Thanh Vi, 3 từ đầu tiên em. Dạ, thưa cô, từ đầu tiên là doubting, có nghĩa là làm thoái chí, làm nản chí. Cô xin lỗi, em xin lỗi tại vì em đọc không có hay, em rất là dở đọc. Cái thứ hai là devote, có nghĩa là hiến dâng, dành hết cho. Cái thứ ba là dominate, có nghĩa là ác hẳn, trội hơn, chiếm ưu thế. Xin lỗi tại nhà bên đang. Từ thứ tư là inhabit, có nghĩa là cái nơi sống, cái chỗ sống. Bốn từ thôi không? Từ chứ không phải danh từ đâu. Dạ. Vậy là cái dạng động từ là sống ở, là sống ở. Sống ở một cái chỗ nào đó, chiếm chỗ, chiếm cứ, cát cứ, hoặc là sống, hoặc là sinh sống ở. Vi học cái môn ngữ âm thực hành chưa Vi? Dạ rồi. Học ngữ âm thực hành xong rồi mà vậy là chết rồi nha. Như vậy là không có cơ hội để học để thêm nữa đâu nha. Như vậy thì bây giờ phải thôi tra từ điển. Với lại là coi. Thôi, nhắn tin cô Vi sau đi. Dạ, yeah, yeah, yeah. Rút lê, 4 từ kế tiếp. Dạ, thưa cô là intensively, là mạnh mẽ, sâu sắc. Mediator là người điều đình, hòa giải. Người hòa giải. Dạ, yeah. Mission là nhiệm vụ. Mundane là cõi trần, thuộc về cõi trần. Cái gì mà có cõi trần ở đây nữa? Nhìn ở đâu ra mà có cõi trần vậy? Cõi trần là không, không phải cõi trần này là cõi gì? Cái gì vậy? Đây, nhìn thấy cái màn hình cô share không? Mundane, very ordinary and therefore not interesting. Rất là bình thường cho nên là không có gì thú vị hết. Ví dụ như mundane master, such as paying bills, những cái vấn đề, những cái chuyện hàng ngày như là chi trả bill hay là đi mua thức ăn thì không có làm cô ấy hứng thú. Tức là cái cô này là không có hứng thú đến những cái chuyện vặt vãnh hàng ngày, chuyện phụ nữ hàng ngày, những cái chuyện tủng mủng lặt vặt hàng ngày, mà cổ quan tâm đến chuyện cao siêu hơn, làm chính trị hay là bay vào không gian hay là gì gì đó. Chứ những cái mundane matters, những vấn đề vụn vặt, những vấn đề thường nhật, những vấn đề tẻ nhạt, chứ không có cõi trần nha. Rồi tiếp. Ủa, hết một đứa rồi đúng không? Trương Trần Mỹ Tiên. Navigate là điều hướng. Orbit là vĩ đạo. Quarantine là cách ly. Assemble là ráp lại. Ráp lại. Khi mà cô nghe các bạn nói là cô hiểu được là các bạn đang tra cái từ điển loại gì. Mà đến bây giờ ha, mình học đến môn học nâng cao, đọc nâng cao rồi mà các bạn vẫn còn tra những cái thứ từ điển vớ vẩn bên ngoài, thì cái cơ hội để mình tiến bộ thì rất là ít, rất là thấp. Rồi, mình điền cái phần bài tập ở phía bên dưới ha. Câu số 1, Dương Như Phương. Thưa cô là câu số 1 là devote ạ. Là cái gì? Phương nói to lên tí xíu Phương ơi, cô không nghe rõ. Em xíu ạ. Cô nghe rõ cho cô. Rồi, nói lớn lên chút xíu.
Cô là câu số 1 là devote. Devote. Rồi dịch nghĩa ra là gì đây Phương? Thưa cô là dịch nghĩa ra là cái chỉ huy trạm vũ trụ là nên hiện thân mình để bảo vệ các đoàn thủy thủ. Kết quả là sự an toàn là cái sự quan tâm số 1 của họ. Space Station Commanders phải devote themselves to the welfare, hy sinh thân mình, phải hết sức chú trọng vào cái việc gì đó, vào cái sự vui vẻ, cái sự an toàn vui vẻ của thủy thủ đoàn. Và như thế thì cái sự an toàn phải là cái mối bận tâm hàng đầu của họ. Cái welfare, welfare này cái nghĩa rất là rộng ha. Welfare là đảm bảo cái tình trạng mà vui vẻ, dễ chịu, đủ ăn, đủ mặc, về đời sống tinh thần thoải mái. Thì cái trạng thái đó là welfare. Câu số 2. Bùi Thanh Trúc. Dạ có em cô. Rồi, câu số 2, điền gì đây và dịch như thế nào? Thưa cô, câu 2 là mình điền resemble là dịch là các phi hành gia phải biết cách tháo rời và ráp lại các thiết bị trên trạm vũ trụ quốc tế trong các trường hợp cần được sửa chữa. In case, trong các trường hợp nó tức là các thiết bị đó nó cần sửa chữa. Ok. Cái từ này nó có cái tiếp cái tiền tố re, phía đằng sau nó là assemble là lắp ghép, thì reassemble là gấp lắp ghép lại, tức là nó tháo ra từng mảnh rồi bây giờ lắp lại, lắp cho nó dính vào với nhau lại. Cho nên khi mình đọc á reassemble chứ các bạn không đọc là resemble luôn, không phải. Resemble là giống nhau, là tương đồng, nó ra một cái chữ hoàn toàn khác rồi. Ở đây là reassemble. Câu số 3. Bùi Thị Bích Tiên. Dạ cô ơi, bên em nó không có hiện cái ấy lên, nãy giờ mạng em bị jumbo bị lắc đó cô. Vậy chứ rồi đầu giờ, nãy giờ em ngồi làm gì, em không có sách hả Tiên? Dạ có, mà tại vì nãy em mới vừa, người ta kêu em ra test COVID xong em vào là em làm đó cô. Xong rồi jumbo bị lắc em không thấy. Nguyễn Họa My. Dạ thưa cô là câu này em điền là inhabited. Em right. Dịch dạ em dịch là phi hành đoàn gồm 6 người thì thường sống ở trên trạm không gian quốc tế. À, trạm không gian quốc tế thường có một cái phi hành đoàn gồm có bao nhiêu người đã ở. Thì mình sắp xếp làm sao mà cho cái câu nó thuận tiếng Việt mình lại ha. Trạm không gian quốc gia thì thường có bao nhiêu người đó ở trên đó. Okay. Rồi, câu số 4, Nguyễn Phạm Mai Trinh. Cô là em điền là Dortin. Nhớ cô là trong khi nhiều người bị thu hút bởi lý tưởng trở thành phi hành gia thì nhiều có rất nhiều nguy hiểm theo đó, và cái lý tưởng sẽ lý tưởng dành nhiều ngày trong không gian có thể làm nản chí. À, trong khi nhiều người bị thu hút bởi cái ý tưởng là trở thành một phi hành gia, nhưng mà thật ra thì có rất là nhiều cái nguy hiểm ở trong đó. Involve là liên quan đến cái việc mà trở thành phi hành gia, nhưng mà có rất là nhiều cái nguy hiểm liên quan đến cái việc đó. Và cái ý nghĩ mà cái ý tưởng mà phải trải qua nhiều ngày ở trên trạm không gian có thể sẽ làm thoái chí, làm nản chí, làm người ta cảm thấy hơi sợ, người ta hơi lo, cảm thấy lo lắng, sợ, hoặc là thoái chí, nản, không muốn làm. Thì đó là tất cả những cái nghĩa của từ daunting. Nguyễn Lê Thùy Trang, câu 5 Trang ơi.
Không có đây ha. Trúc Hạ. Dạ có. Câu năm em. Dạ. Câu năm em chọn là quarantine. À, nghĩa là gì đây? Nghĩa là dạ. Câu năm là các thành viên phi hành đoàn chuẩn bị lên trạm vũ trụ quốc tế thì cần kiểm dịch để cho rằng họ không bị ốm trước cuộc hành trình lớn. Thôi thôi, làm như họ là con gà con vịt và kiểm dịch. Các thành viên trong phi hành đoàn mà chuẩn bị đi lên trên trạm không gian quốc tế thì phải được cách ly. Phải được cách ly, out quarantine là bị động nè, so that để mà chi? They don't become sick. Họ không bị bệnh trước cái hành trình cuộc hành trình lớn này. Là ví dụ như mà để họ lang thang ở ngoài, có khi trước cái ngày mà còn 2 ngày nữa là bắt đầu khởi hành, hoặc là 1 ngày nữa bị khởi hành, bắt đầu họ bị cảm, họ bị cúm thì sao? Lúc đó họ lại không có đi được, hoặc là họ ở ngoài, họ ăn uống linh tinh cái ngày hôm trước khi trước khi khởi hành, cái họ bị đau bụng thì sao đâu có đi được. Cho nên trước khi khởi hành một khoảng thời gian là họ cách ly ở trong trạm để đảm bảo sức khỏe của họ an toàn, họ sức khỏe được tốt, đến ngày khởi hành là khởi hành, không có rủi ro bị bệnh tật. Số 6, Nguyễn Thảo Nguyên. Dạ có. Rồi, số 6. Số 6 em chọn intensively. Rồi, không phải intensively. Acting as a... Một cái người mà thực hiện cái hoạt động như là cái gì, người thực hiện cái vai trò gì. Act là thực hiện vai trò, đóng vai. Act as a là mình biết có một danh từ rồi, còn phía sàn sau này who là mình đều quan hệ gì, thì chỗ này không có là cái gì khác ngoài danh từ được hết trơn á, không có nhầm với cái gì được hết á, vị trí này chỉ có danh từ thôi. Rồi dịch nghĩa câu đó ra. Dạ, khi mọi người làm việc cùng nhau trong một không gian nhỏ như là trạm vũ trụ quốc tế thì điều quan trọng là phải có người đóng vai trò là một người hòa giải. Đấy. Mà có người thể phi hành đoàn tránh cái cuộc tranh cãi. À, tránh cái việc mà các phi hành đoàn có thể cãi vã, để giúp cho các phi hành đoàn tránh, các phi hành gia, các người trong phi hành đoàn á, tránh cái việc cãi vã nhau. Căng thẳng quá, bị stress lên không gian, bị stress quá thì họ dễ quạo lắm, họ dễ bị ảnh hưởng tâm lý và họ dễ gây gổ với nhau lắm, thì luôn luôn sẽ có cái bộ phận này, mediator này đi theo. Mình thấy mình ở đây ở nhà mùa dịch là mình cũng thấy căng thẳng rồi, còn này họ lên trên kia họ còn cách ly hơn là mình nữa, họ còn cô đơn hơn mình nữa. Câu số 7, Phan Thị Hoài Ngọc. Không có đây ha. Trần Thị Lan Phương. Devote. À không. One of the future. Như vậy thì cái chỗ này từ loại nó phải là cái gì? Một trong những cái gì đó của tương lai. Quỹ đạo. Thưa cô là Orbit. Một trong những cái nhiệm vụ. Mission. Một trong những cái nhiệm vụ đối với cái trạm không gian, thì cái nhiệm vụ đi vào trạm không gian quốc tế is going thì sẽ có cả, bao gồm cả, sẽ chở cả, sẽ mang theo cả, hình lưu là bao gồm những cái chuyến đi đó, những cái chuyến đi lên trạm không gian đó. Trong một trong những cái chuyến đi
trong tương lai để lên trạm phu nhân quốc tế thì sẽ có cả mang theo cả chở theo cả international recording artist là cái người cái người nghệ sĩ thu âm quốc tế là Sarah Brightman. Câu số 8. Cái mission này bình thường mình dịch nó là một cái nhiệm vụ, một cái chuyến đi. Thì đối với cái ngành không gian thì mỗi một lần mà phóng tên lửa lên, mỗi lần mà đưa cái vệ tinh ra ngoài quỹ đạo đó, phóng vệ tinh lên đó, thì đó gọi là một cái mission, một cái chuyến phóng vệ tinh, một cái lần phóng vệ tinh, một cái chuyến đi. Trần Thị Lan Anh, câu số 8. Trần Thị Thanh Ngân. Trần Thị Trúc Lê. Dạ có. Rồi, câu số 8. Câu 8 là có một phi hành gia như là một phần của gia đình nhưng cũng rất phức tạp. Nhưng NASA cung cấp hỗ trợ để giúp các gia đình em chưa tìm được từ phù hợp đó cô. Cái việc mà có một phi hành gia trong gia đình thì rất là phức tạp. Bởi vì họ cứ đi hoài, họ sẽ xáo trộn cuộc sống gia đình. Ví dụ như một người đàn ông, một người chồng mà là phi hành gia, họ sẽ đi hoài thì cái người phụ nữ ở nhà đó sẽ phải gánh vác rất là nhiều, sẽ phải chịu sự cô đơn ở nhà. Rồi gánh vác công việc ở nhà, nuôi con nuôi cái thì người phụ nữ cũng sẽ rất là stress, đứa con cũng rất là stress. Thiếu vắng cái sự dạy dỗ của bố chẳng hạn. Như vậy thì cái việc mà có một phi hành gia trong gia đình hoặc là cái việc mà trong nhà có một phi hành gia thì rất là phức tạp. Nhưng mà NASA sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho những cái gia đình này để mà định hướng, ở đây navigate tức là tìm ra cái hướng đi, navigate tàu thuyền, navigate tức là tìm được cái hướng, xác định cái hướng mình đi cho nó đúng hướng. Thì ở đây nói về chuyện gia đình thì NASA sẽ cung cấp cái sự hỗ trợ để mà các cái gia đình vượt qua những cái hoàn cảnh đó, vượt qua những cái khó khăn đó, tìm ra cái lối đi đúng đắn. Câu số 9. Trịnh Thị Quyền Trang. Dạ có cô. À có chứ. Cô là extensively. Dạ nghe. Những người muốn trở thành phi hành gia phải học tập chuyên sâu để thông thạo các môn khoa học, toán học và các ngôn ngữ cần thiết. Câu số 10, Trương Trần Mỹ Tiên. Đối với này câu số 10 không phải là many cost, nhiều là mình biết và có danh từ. Cost ở đây là danh từ rồi. Vậy thì chỗ này mình cần có một tính từ. Là dịch nghĩa ra đi. Bạn Võ Anh Kha. Dịch câu số 10 là Kha đâu rồi? Dạ có cô. Rồi câu số 10 cô để cái đáp án vô rồi em dịch nghĩa đi. Cô là mặc dù cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế có vẻ mạo hiểm nhưng vẫn có nhiều nhiệm vụ buồn chán phải được thực hiện chẳng hạn như nấu ăn và dọn dẹp. Đi không gian, đi vũ trụ mà ta tưởng đến những cái việc cao siêu lắm.
Nhưng mà thật con đó không có ai lên đó, không có người phụ giúp, không có người hỗ trợ, không có người phụ việc. Thì thành ra những phi hành gia nó cũng vẫn phải làm những công việc lặt vặt, những cái công việc vặt như là nấu ăn, dọn dẹp. Số 11, Vũ Thị Thu Cúc. Em chưa làm tới câu này cô. Yến Thị Lan Anh. Dạ có cô. Rồi, 11. Dạ thưa cô ạ. Dominated. Rồi, nghĩa là gì đây? Dạ cô, là các cơ sở huấn luyện bị chiếm dụng bởi một cái hồ bơi khổng lồ để mà hồ bơi khổng lồ xây trong cái không gian của tòa nhà. Cái cơ sở huấn luyện, cơ sở huấn luyện đó là có một cái chứ không phải là nhiều. Facility, số ít, động từ was. Cái cơ sở đào tạo, cái cơ sở huấn luyện đó nó bị chiếm chỗ, nó bị choáng hết chỗ bởi một cái hồ bơi khổng lồ mà chiếm hết cái khoảng không gian của tòa nhà. Took up, chiếm all the space, hết cái khoảng không gian in the building, trong cái tòa nhà đó. Rồi, 12, Nguyễn Thảo Nguyên. Dạ có. Rồi, 12 đi. Cô 12 là Orbit. Dạ, nghĩa. Cô là trạm vũ trụ. Trạm vũ trụ quốc tế nằm ở trái đất, quỹ đạo thấp, và nó quay quanh hành tinh khoảng 16 lần một ngày. Low Earth Orbit, nằm ở cái quỹ đạo Low Earth, là ở phía nó, tức là nó gần với trái đất á, chứ nó không có đi quá xa. Low là nó thấp chứ nó không có ra quá cao đó, và nó quay vòng quanh 16 lần một ngày. Ok. Rồi, hôm nay đến đây các bạn về dịch cái bài số 5 ha, dịch cái bài đọc. Ủa sorry, đang là bài 4 chứ đúng không? Bài mới reading 2 của bài 4 à.